Em này qua cho bà cụ giùm em. Đang ăn cơm hả chị? Dạ. Ăn cơm gì vậy? Ăn cái mới lục bình hôm qua, tháng hôm qua nè, về sao mở hả? Ờ, ngó lục bình với khô hả? Dạ, với khô. Trời ơi, anh ba. Chú Bình nước mài thì kêu hỗ trợ cho em. Giúp những mấy người khổ hơn em nữa. Bằng mấy cô, mấy chú bên nước mài giúp đỡ cho tôi. Tôi cũng cảm ơn mấy cô, mấy chú, chúc cho mấy cô, chú cho được nhiều sức khỏe. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại chợ An Phước, huyện Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì được sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân thì Bùi Hồ quay trở lại xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương, và để mà trao những cái phần quà yêu thương cũng như là những hỗ trợ những cái phần tiền cho cô bác quý anh chị. Và giờ này thì Bùi Hồ vào chợ An Phước để mua thêm một cái bếp ga với lại một cái bình ga để hỗ trợ cho gia đình của bà cụ cũng như là trao tiền cho tất cả các cô chú anh chị là Campuchia hồi hương ha. Bây giờ thì sáng giờ thì mình mua đồ xong rồi, bây giờ thì mình sẽ vô đây để mua cái bếp ga, bếp với bình luôn. Dạ, chào bác. Ủa, bán bếp ga hả bác hả? Đợi anh Tâm ơi, mình có bán bếp bình luôn không anh? Cái bếp với bình luôn mà loại bếp tốt tốt là nhiêu hả anh? Em quay đang hỗ trợ cho mấy hoàn cảnh có khó khăn á. Bác anh chở giùm em luôn nha anh Tâm. Chở đưa theo em luôn được không? Ở dưới xã Quốc Sơn, biết xã Quốc Sơn không? Tôi mời chị vô á. Không sao quá, sao đâu có chở tới đâu. À, chở tới dưới hả? Thôi vậy là xuống dưới đi chỗ kìa. Không chở tới được ha. Ở đây mình bếp là bao nhiêu tiền một bếp ha? Tôi mua hỗ trợ bếp với bình luôn á cô, dây quanh luôn á. Đấy, bếp có nhiều không? Vậy làm gì chở lùm đùm như vậy? Lại đằng mấy cô chú sống dưới ghe này nè. Sống được kiều đắng. Có mua gạo, có gạo luôn. Dạ, có mua rồi. Chắc cho cái còn chừa cho chú 1 tấm 10 ký. Ờ. Khổ dữ lắm, đi mà mướn gì rồi thiếu nợ hình khúc á. Dạ. Khổ dữ lắm. Sao anh? Năm. Bếp này bếp kiến hay là bếp nhôm đây? Ngay mặt inox. Mặt inox hả? 506. Mở ra em coi được không? Rồi cái bình là nhiêu nữa? Cái bình nhiêu mẹ thấy? Cái bình nhiêu cô? Cái nước thì nhiêu không? Nước, nước với vỏ luôn á. Anh có đi gáp giùm em luôn không? Cái này anh cắn còn không mà. Không, anh đi gáp giùm chứ. À, này cũng được rồi. Gáp tân anh thử mới biết được chứ. Này 506 ha. Dạ 506. Rồi dây dưới nước là nhiêu nữa? Dây bình nước luôn con. Để nó tính. Cái nước nhiêu đi, cái vỏ. Nước, vỏ rồi dây qua luôn, qua anh tự động nha anh. Qua này qua anh khóa tự động không? Nó tự động hết. Tự động hết hả? Trơn là chiều 3 75 ngàn. Chiều 3 75 ngàn. Chiều 3 50 được rồi. Ha. Dạ dạ. Chiều 3 50 đi rồi hỗ trợ nhau. Là dây quanh nước đồ luôn nha. Dây quanh hết luôn rồi. Rồi rồi. Tát nó chở theo em nha. Rồi đây này, mình sẽ thay mặt anh Dũng với lại chị Thủy sẽ mua bếp ga với lại trao gạo cho bà cụ. Bây giờ thì 1.350.000 luôn nè. Ảnh nó 1.350.000. Ừ. 1 2 3. Đưa hết đi 5 bếp. Dạ. 1.350.000 hả? Dạ. Rồi, đúng rồi. Rồi, cảm ơn luôn nha con. Cô bác quý anh chị, thì hiện nay thì Bùi Hồ cùng với lại anh Cát là người dân địa phương, anh Trào là người dân địa phương ở đây để mà hỗ trợ cùng với Bùi Hồ để thay mặt Mạnh Thường Quân gửi các phần quà yêu thương cũng như là trao một số tiền để hỗ trợ cho cô bác quý anh chị là Việt Kiều Campuchia hồi hương ở dưới chiếc ghe kia. Thì sáng nay hai anh em cũng lần quần lay quay mua gạo, rồi nhờ chị của anh đi chợ để mua gạo, mua mì cũng như là mua bếp ga. Thì bây giờ bếp ga thì chút xíu nữa sẽ trở lại. Và bây giờ hai anh em sẽ đi xuống ghe trước nha anh Cào. Cào. Đi xuống nhà bà cụ. Chết rồi, học dịch rồi, sao em cầm được ta? Lên cầm cho. Cái em lên lấy gạo sao? Dạ, dạ. Đây là 50kg gạo, 4 thùng mì với lại học dịch với lại đường muối, đường bột ngọt là ở cái này, cái tay Bùi Hồ cầm nè.
phần này thì sẽ tặng cho bà cụ. Chị Trên. Dạ, hôm qua thì mình có quay một cái video clip về việc mà cắt lục bình của chị Trên với lại anh Ba. Thì mình sẽ đăng cho cô bác quý anh chị xem clip sau ha. Hôm nay thì xuống đây đây trao quà và cũng như là dặn các anh chị. Chị 5, chị 9, chị 7, chị 3. Chào chú Hồ ơi. Chào chú Hồ. Chào chú Hồ, giỏi chú ta. Chào chị Ba. Ủa anh Năng đâu rồi? Nè 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 anh trà. Dạ dạ. Đem cái này qua cho bà cụ giùm em. Đang ăn cơm hả chị? Dạ. Ăn cơm gì vậy? Ăn cái mới lục bình hôm qua tháng hôm qua nè, vậy sao mở ăn? Ờ ngó lục bình với khô hả? Dạ, với khô. Trời ơi anh Ba. Ngon ha. Dạ. Trời ơi khô ngó lục bình xào. Dạ. Này món này không tốn tiền nè. Khô này cũng không tốn luôn. Dạ. À, chị Ba hay là anh Ba gì coi, để qua bên bà cụ đi. Lát nữa qua ngồi dạ. Để em mở. Dạ, ông thì con của anh đâu anh Ba? Đi làm ơi. Đi làm rồi. Dạ. Ở đây là mình ở dưới này là mình 5 hộ phải không? Hộ bà cụ. Anh Năng là 2. Anh Ba với lại chị Ba với lại con nữa là 4. 4 hộ với lại 9 là 5. Dạ. Ui da, nóng quá. Khô nè cô bác của anh chị. Khô này khô à? Khô à, cái lô kiếm mấy người mà trà cho đó chứ. Cái lô kiếm mình về mình lột. Dạ. Dạ. Leo lên hầu leo lên nếm thơm thắng dựng dẫn xong. Ôi em văn xong là tiêu luôn á. Dạ. Nước lên. Dạ. Cậu ra đây cậu. Xin đây cho mát. Cậu. Cậu ăn nước đá không cho nên không có nước đá của em bữa nay còn lấy đâu bỏ nước đá. Ok à. Đây đem qua đây cho cụ luôn 50kg gạo đó. Dạ. Thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ nêu tên các mạnh thường quân hỗ trợ cho cụ. Gia đình cụ và cũng như là các cô chú ở bên đây sẽ hỗ trợ hết luôn. Gáp bình ga nên đem tới chưa? À, có gà đó cậu. Mừng không cậu? Đây bây giờ mình anh đem gạo vô giùm trong đi. Vô trong cho nó dạ. Gạo này cụ ăn tới 2-3 tháng chưa hết luôn á. Đây là 4 thùng mì. Này là 30 trứng hộp vịt. À gửi cho cụ luôn. Còn ơi còn bịch bên đây sư tô khổng lồ bên đây nữa nè. Má anh Tàu. Đây. Nước tương. Ủa dầu ăn. Hai chai dầu ăn. Hai chai nước mắm. Ngọt. Nước tương. Hai chai nước tương. Rồi mở này ra. Mở này. Rồi đường. Nhiêu đây là đủ ăn cho cậu. Đủ rồi. Đủ rồi. Đây là mình mua theo danh sách của Mạnh Thường Quân là chị anh Dũng với lại anh Dũng với lại chị Thủy ở bang Houston của Mỹ. Dạ, hỗ trợ mình bếp ga. Dạ. Nguyên bếp ga nãy với lại dạ. Thịt heo. Chào à. Này heo thịt. Này là thịt heo luôn. Chào khô cá lóc luôn. Khui ra. Mày để này chịu chú gáp được không anh gì đó cơ. Xuống gáp giùm em luôn đặng thử cho biết. Đây khô cá bạn thử luôn. À đây là khô cá lóc. Chào luôn. Trước tiên thì hôm nay á thì con đến đây thay mặt cho anh Dũng với lại chị Thủy gửi tặng cho cụ gồm có là mì gạo nước tương muối đường bột ngọt tổng cộng cái đó là con mua là 1.902.000. Với là một cái bếp ga là con mua là 1.350.000. Anh chị hỗ trợ cho cụ là 4.000.000 đồng. Thì tổng cộng mua là 3.250.000. Thì còn lại phần cũng mang ơn chú Dũng chứ con. Dạ còn nữa cụ để con nói hết tổng cộng là của anh Dũng với lại chị Thủy ở bang Houston của Mỹ là còn lại 750.000 đồng. Đây là phần của anh Dũng với lại chị Thủy.
hôm trước thì anh cứ nói là mua hết này để mà còn 2 triệu giao lại cho cụ, nhưng mà sau khi mua thì có trao đổi với anh là mua hỗ trợ bếp ga cho cụ đúng không? Hôm qua thấy chị trên thấy khổ quá, nào về nhà nhúng chuỗi thấy khổ quá. Đó là phần của anh Dũng với chị Thủy ở Houston của Mỹ. Thì sau đây thì chắc có lẽ là con sẽ trao luôn cái phần quà của các anh chị là Mạnh Thường Quân đó, thì trao cho các anh chị ha. Rồi bây giờ con sẽ trao luôn cái phần của anh Dũng với chị Thị, còn lại là 750.000 đồng. Thì con sẽ gửi cho cụ là phần này là của anh Dũng với lại chị Thủy á. Hả? Ở Mỹ. Cũng là cảm ơn anh Dũng, chú Dũng với chị Thủy. Cô Thủy. Dạ. Gào nhiều sức khỏe, tôi chúc cho cô Thủy gào nhiều sức khỏe. Dạ. Có mà được nhiều may mắn. Nói đừng khóc nha. Đừng khóc. Hôm nay thì đến đây thì có sự hỗ trợ của rất là nhiều tất cả các Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho 5 hộ gia đình mình ở trên đây, và đặc biệt cũng như là bé Phượng như các bé được đi học. Thì sau đây con xin thông qua và sau đó thì mình sẽ trao cho từng hộ gia đình. Thông qua một lượt trước cô bác quý anh chị. Thứ nhất là anh Dũng với chị Thủy là ở bang Houston của Mỹ là 4 triệu đồng cho bà cụ, cho gia đình của cụ với lại chị Trên. Thứ hai là anh Thạch ở Pháp là 5 triệu đồng. Thì ở đây anh Thạch thì hỗ trợ mỗi một hộ là 1 triệu đồng. Thứ ba là chị Phượng là Việt Kiều Mỹ, là con của chú Hai Khen, là hỗ trợ cho mình là mỗi hộ là 50 USD, bà cụ là 100 USD. Câu hỏi là Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mình là mỗi hộ là 1 triệu đồng. Chị Nhã Thi hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình của anh ba cho bé. Thì anh Thành là ở Mỹ là 4 triệu đồng, mỗi gia đình là 500.000 đồng, ba bé đi học là mỗi bé được 500.000 đồng nữa. Rồi một chị Nancy Trương là hỗ trợ là Việt Kiều Mỹ, hỗ trợ cho mình là 100 USD. Chị này gửi cho em là chị Nancy Trương thì gửi qua thông qua Gmail thì nồng không có biết tên, nên là nữ là mình sẽ có gì chị thông cảm với em. Bây giờ trước tiên thì có cụ ở đây thì con sẽ trao cho cụ cái phần tiền nhà cụ nha. Đây ủng hộ bà cụ là anh Dũng với lại chị Thủy là 4 triệu đồng, là mình mới vừa trao là mua bếp ga đó. Còn chắc em mời anh Năng qua đây luôn quá. Qua đây luôn đi anh Tư. Ngồi đó này. Bạn đọc cho hai Năng. Anh Năng với lại chị đi ha. Đây, bé vô đây luôn đi để trao một lần một. Tại vì thôi cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân thông cảm, tại vì vừa trao cá nhân có nè, vừa trao theo hộ gia đình có, nên Bùi Hồ sẽ thống kê có gì sơ sót thì mong cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân bỏ qua. Đây là anh Thạch là ở Pháp là ủng hộ 5 triệu đồng, 5 hộ gia đình mỗi hộ là 1 triệu đồng. Anh Thành ở Mỹ là 500.000 đồng trên một gia đình. Ba bé là mỗi bé là ba bé là mỗi bé là 500.000 đồng để hỗ trợ đi học, ba bé được đi học. Cô Huệ ở Mỹ là 5 triệu đồng. Chị Phượng là Việt Kiều Mỹ, là con của chú Hai Khen, là mỗi hộ 50 USD, là tương ứng với 1.500.000 đồng. Là và sao bà cụ đi lại là 2.300.000 đồng, bà cụ 100 USD. Bây giờ con sẽ trao cái phần tiền chung này trước nha. Thì đây là anh cầm giùm em cái. Thì mình cũng mong là cái này để cho các hỗ trợ các cô cụ nha. Bây giờ con đây là anh phần của anh Thạch ở Pháp hỗ trợ, cái này là của anh Dũng là ghi lâu lâu anh chạm màn hình giùm em. Đây anh Thạch ở Pháp 1 triệu đồng hỗ trợ cho cụ, hỗ trợ cho anh ba, hỗ trợ cho anh Năng là ba hộ 3 triệu đúng không? Con hỗ trợ cho chị là 4, với anh ba với anh Năng là 2 hộ đúng không? Là con của anh luôn á, là 5 hộ. Thủy. Dạ. Dạ, đó là phần của anh Thạch. Tiếp theo phần của anh Thành là mỗi hộ là 500.000 đồng. Con gửi cho cụ. Cái này là phần anh Thành là Việt Kiều Mỹ. Con gửi, em gửi cho anh. Em gửi cho anh 2 hộ chứ, anh 2 hộ. Rồi, em gửi cho anh. Rồi, thì anh Thành ba bé đi học là con của anh là bé Phượng đúng không? Dạ. Bé Phượng con nhận đi luôn nha. Rồi, rồi bạn nào, bạn Bảo hôm qua nè. Rồi bạn nào nữa? Bạn nào đi học? Con đi học hả? Đây. Cảm ơn chú. Tiếp theo là phần của
cô Hợi là Việt Kiều Bỉ, là ủng hộ mỗi hộ 1 triệu đồng. Đây con gửi cụ 1 triệu, gửi cho chị 1 triệu, gửi cho dạ anh 1 triệu, đây gửi cho anh với lại con trai của anh đó. Dạ con thấy dạ gái nó có chồng ở đó có chỗ ở. Tới tiếp theo là chị Phượng là ở Mỹ, là con của chú Hai Khen, mỗi hộ là 1.150.000 đồng. À, nghiên cụ là 2.300.000. Ồ bên này nghĩ đi cắt một bình 2.300.000 đồng. Ngồi xuống con. Con gửi cho cụ đó, nha, cụ đếm lại giùm con lát nữa, cụ đếm lại giùm con nha, 2.300.000 đồng. Đây là phần của chị Phượng. Còn ai ở đây là 1.150.000 đồng. Là 2.300.000 có gì anh, em trao cho anh là 2.300.000 yeah, luôn nha. Yeah, yeah. 2.300.000. Rồi em trao anh với chị 2.300.000 có gì chia ra giùm em với nha, em không có tiền lẻ. Chị 1.000.000. Anh đây. Sáng đi rút tiền mới tính lại nè. Em gửi cho chị lắm, nữa chị đưa giùm nha. Mình có với 50 mà không đưa chia người tấm 50. Đây đây, dạ. Mình có đủ không anh? Có. À, à. Quýnh linh quýnh trơn à. Đây đủ cho chị rồi. À, đó là các phần. Rồi tiếp theo là chị Nhã Thi ủng hộ cho ở Mỹ, ủng hộ cho bé Phượng là 2.000.000. Cái này là con chị hỗ trợ cho con đi học mua đồ mới nha, hoặc là sử dụng để mua xe đạp mới gì đó. Dạ con cảm ơn cô. À, chị Nancy Trương là Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho bé là 2.300.000, là 100 USD. Đây có gì anh giữ lại giùm bé giùm em nha. Dạ, con cái này là cô Năng Si Trương là Việt Kiều Mỹ đó. Nói lớn lên. Dạ con cảm ơn cô Năng cô Si Năng. Trương với chú Hồ. Với chú Hồ. À đó là các phần quà thì con đã hỗ trợ qua hết cho các cụ. Thì cụ có kiểm lại giùm con coi được bao nhiêu ha. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ xin thông qua là phần hỗ trợ của anh Dũng và chị Thủy ở Houghton là 4 triệu đồng thì Bùi Hồ dùng để mua bếp ga với lại các vật dụng như anh chị đã dặn. Và còn dư 750.000 đồng đã trao rồi. Anh Thạch ở Pháp là 5.000.000 đồng, mỗi hộ 1.000.000 đồng. À, chị Phượng là Việt Kiều Mỹ là con của chú Hai Khen là mỗi hộ là 50 đô, tương ứng với 1.150.000 đồng. Và riêng bà cụ là 100 USD, tương ứng với 2.300.000 đồng. À, cô Huệ là Việt Kiều Mỹ ủng hộ mỗi hộ là 1.000.000 đồng, là 5 hộ là 5.000.000 đồng. À, quỹ của cô Huệ thì gửi con để cho những các hoàn cảnh khác nữa. Chị Nhã Thi ở Mỹ ủng hộ cho bé Phượng là 2.000.000 đồng. À, anh Thành là Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mỗi gia đình là 500.000 đồng, riêng mỗi bé đi học là 500.000 đồng, là 5 gia đình là 2.500.000, với cái kia nữa là 4.000.000, 1.500.000 nữa là 4.000.000. À, chị Nancy Trương là Việt Kiều Mỹ ủng hộ. Máy nó bị trục trặc. Chị Nancy Trương là Việt Kiều Mỹ ủng hộ 100 USD, tương ứng với 2.300.000 đồng. Và đó là các phần quà hôm nay đến đây để trao cho các cụ cũng như là các anh chị để hỗ trợ một cái phần khó khăn trong cuộc sống. Mà tại vì thấy cái cuộc sống của mình còn khó khăn quá, cũng em thay mặt để cho hỗ trợ cho các cụ để có một bữa ăn ngon, cũng như là đỡ cái phần nào thiếu thốn trong cái cuộc sống. Tôi cũng là biết ơn mang ơn các cô các chị mấy, là chú, bên mấy cô bên nước ngoài với chú Hồ, với là em Hồ là cũng chúc nhiều sức khỏe chú Hồ. Không biết nói gì hơn, cũng là chúc cho các chị được nhiều sức khỏe và được là luôn nhiều sức khỏe, là đi là càng nhiều tới hơn, là ủng hộ khác cho người gặp hoàn cảnh khó khăn như tôi nữa. À, chắc có lẽ là con nhờ cụ nói trước đi ha, rồi tới anh Ba, rồi tới chị với lại cái Phượng cũng có đôi lời với lại Mạnh Thường Quân đó. Dạ con mời cụ. Mấy
tôi cũng mang ơn mấy cô mấy chú bên nước ngoài giúp đỡ cho tôi. Tôi cũng cảm ơn mấy cô mấy chú, chúc cho mấy cô chú cho được nhiều sức khỏe. Ờ, hôm nay thì được bao nhiêu rồi? Cụ đi, coi thử ai. Anh ba đếm vào giùm cụ được bao nhiêu? Mấy đứa này vô trong coi tao muốn đặt cái đầu xuống nữa. Thang mà cậu có bển con ngồi giữa chút cậu vậy? Có đâu, ngồi. Cậu bển đi con, cậu bển đi. Bển nắng, ngồi đi. Bển nắng, ngồi đi. Cậu ngồi được cái giống nhau á. 4.800.000. Ồ, vậy là được mấy ngàn, được đâu cắt lục bình nhiều à. Nhiều lục bình thì nhiều. Dạ, dạ. Không bằng đâu. Dạ, cụ có lời gửi. Tôi cũng cảm ơn, tôi cũng chúc nguyện cho mấy cô mấy chú cho được nhiều sức khỏe, mặn ăn cho trắng tài trắng lợi. Dạ. Với chú Hồ. Dạ. Anh Ba thì cũng chúc cho mấy cô Mạnh Thường Quân bên nước ngoài được nhiều sức khỏe, giờ cũng mặn tiền vô ào ào, cũng là đi giúp bà con gặp cảnh hoàn cảnh khó khăn hơn tôi như tôi nữa. Dạ chị. Em cũng chúc cho mấy cô mấy chú bên nước ngoài Việt Kiều kêu hỗ trợ cho em, giúp những mấy người khổ hơn em nữa. Khóc luôn em. Được nhiêu rồi, nay có thịt heo ăn chưa? Em không biết được bao nhiêu nữa. Không biết luôn. Dạ. 2 3.650.000 50. Còn anh cái chắc cũng giống vậy đúng không? Em cũng cầu chúc cho mấy cô mấy chú ở bên Mỹ, bển là Mạnh Thường Quân, là được dồi dào sức khỏe, gặp những điều là may mắn, và gặp hoàn cảnh khó khăn cũng như hoàn cảnh em, cũng giúp đỡ cho là cô bác anh em người ta. Em cũng có lời cầu chúc cho là mấy chú mấy cô, là với chú Hào đây, cũng nhờ ơn thằng em nuôi em, là chào nó cũng dìu dắt vô tới đây. Em cũng biết ơn thằng chào, cầu chúc cho thằng chào cũng giàu giàu được sức khỏe, mặn được một chốn 9-10 lời. Thông tin và với mấy cô với mấy chú ở bên Mỹ bển. Thông tin với cô bác của anh chị, hoàn cảnh của anh Trào thì cũng khá là khó khăn, khi một vợ hai con mà lại sống trong cái nhà một nát. Hôm gài thì nhờ anh thì có hướng dẫn đi mấy cái hoàn cảnh ở đây. Dạ, cũng nhờ em đó. Dạ. Và sao rồi, con nhận được bao nhiêu tiền rồi? Nói cho chú nghe rồi. Dạ 4.300.000. Dạ con cảm ơn các cô các chú giúp đỡ cho con. Cho con đi học. Giúp đỡ cho con đi học. Con chúc các cô các chú nhiều nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc mà đâu được đó. Rồi bây giờ chắc có lẽ là con sẽ gửi số tiền này cho ba mẹ để hỗ trợ mơ mốt mua áo mới gì đó. Dạ. Hôm trước là có mua được bộ đồ nào chưa? Dạ rồi. Lát nữa lấy cho chú xem rồi. Dạ. Được không? Dạ được. À. Mặc cho chú xem. Ở chị trên. Ra đây nè chị. Tôi ghét. Giúp ra đây nè chị. Em hầu ngày qua bao chắc cũng về nhức tay không. À sao rồi? Còn lâu quá. Rồi sao rồi, có bếp ga mừng không chị? Mừng. Biết nấu không? Em thắng tập từ từ nấu, chứ em cũng từ nào giờ chưa biết xài bếp ga làm sao nữa. Trời ơi. Em xài bếp củi không à? Bếp ga là bỏ lại rồi. Có củi gì dạ. Dạ, mà mấy cô Phượng với chú Dũng cho em bếp ga này em cũng rất mang ơn. Anh Dũng với chị Thủy. Anh Dũng với chị Thủy hả? Dạ em cũng rất mang ơn anh Dũng với chị Thủy. hôm nay thấy mình là hôm trước đã vui, hôm nay lại càng vui hơn nghe cậu. Dạ. Thật ra thì đối với cô chú thì những cái phần quà hỗ trợ như thế này là một trong những cái phần quà cực kỳ ý nghĩa trong cái thời buổi khó khăn như thế này. Những cái phần quà tiền nè, đây là những cái phần rất là lớn đối với các chị. Hôm qua thì mình hôm qua thì mình chứng kiến cái cảnh là chị trên cắt từ lục bình từ 3 giờ sáng cho đến là 4 giờ chiều. Tổng cộng thời gian mà dân nắng dầm sương á là hơn 13 giờ, 13 tiếng đồng hồ. Và chị được 147.000. Dạ. 3.000 đồng thôi là chị đã cắt phải 10 kg, gần 10 kg lục bình, 8 kg lục bình. Và 8 kg lục bình đó là chị cắt phải gần 1 tiếng đồng hồ.
mới được 3.000. Thì cô bác quý anh chị thấy là cái số tiền mà cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trao là đây là một cái số tiền rất lớn đối với các cô chú anh chị là Việt Kiều ở đây. Nó mang một cái tiếng Việt Kiều, nhưng mà một cái tiếng mà buồn hơn đó là không hộ tịch hay là không quốc tịch. Và đó là một cái vấn đề mà đang nhà giải, mà mong thì sau này thì nhà chính quyền có thể hỗ trợ để cho các anh chị cô chú ở đây có được một cái tờ giấy hợp pháp để mà có thể đi làm ở công ty, hoặc là cái việc mà đi đứng nó sẽ dễ dàng hơn. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ cũng cảm thấy rất là bình định khi mà xung quanh đây các cô chú lại nhận được cái phần quà như thế này. Xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ở ngoài nước. Xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, đã hỗ trợ kênh Bùi Hồ từ trước đến thời điểm này, cũng như là hỗ trợ cho các cô chú anh chị bà đây là sống Việt Kiều Campuchia hồi hương trở về, có những cái phần quà rất là ý nghĩa và đối với cô chú anh chị ở đây rất là lớn lao. Xin chúc cô chú anh chị Mạnh Thường Quân một cái sức khỏe dồi dào, an lạc và đặc biệt là thịnh vượng trong năm mới. Ở đây cụ không dám nói nữa sợ bùi người. Chúc các cô các chú qua năm mới cho nhiều sức khỏe, cái dạ. Mặn gì cho được may mắn, đang giúp chờ đổ cho anh em tôi. Anh 5 triệu này thì mình sẽ xài được 3 triệu mấy thì mình sẽ sử dụng được bao lâu cậu? Cũng tháng, hơn tháng rồi chú. Nhín. Hôm qua có 3 miếng thịt mà cụ ăn nhín thì con đâu dám ăn. Thôi cảm ơn cô chú anh chị. Thịt chúc kho cho chú Hồn, chú ăn thôi, chú chào. Thôi chúc chị ba luôn có sức khỏe tốt nha. Dạ. Chúc cho chú cũng có sức khỏe nhiều nha. Dồi dào sức khỏe nha. Chào. Chào. Dạ. Chân thành cảm ơn anh Trào đã hỗ trợ em trong những là người địa dân địa phương, anh đã hỗ trợ em trong việc mà mua các phần quà cho các cô chú anh chị đây ha. Dạ. Anh Trào này hỗ trợ hết mình luôn. Chú Trào với chú nó nghe chú Hồn. Dạ. Cảm ơn chú. Rồi bộ đồ mới của con đây phải không? Đâu quay lại coi con này bộ đồ này nhiêu tiền chị ba? Trời ơi, kỹ nó đi mua à, còn cái mạc luôn nè. Đây nữa nè, nay con mà đi mặc đồ mới vậy là vui không? Vui nhiều không? Các bạn trong lớp có hỏi không? Dạ có. Hỏi sao? Bữa nay con mặc đồ mới đẹp quá, con không có nói con cười. Ừ. Chị Năm. Dạ. Chị mua cho Bảo đồ mới giùm em luôn nha. Dạ, số tiền đó nữa em mua đồ mới cho bé Bảo. À, mua đồ mới tập vở dở này luôn. Dạ. Nghe Bảo. Dạ con. Có hứa gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ con hứa sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cha mẹ cũng như là mấy cô mấy chú. Ừ. Thì lớn lên là sẽ làm việc để mà khắc phục khó khăn ha. Dạ. À. Con làm việc để nuôi lại cha mẹ. Ừ, giỏi quá. Ôi, hai bộ luôn. Dạ. Bộ đồ đi học thể dục với bộ đồ này. Dạ. Vậy dạ. Còn có giặt thai nữa không? Dạ có. Nếu như mà chiếc xe cũ quá thì mình có thể mình trích một cái gì đó mình mua cho bé hoặc là sửa xe lại á chị. Dạ. Bằng tiền của bé đó. Dạ. Để cho bé nó tiện. Nói chung ngon nào sửa chạy nó được bao lâu. Dạ. Mừng quá. Đúng rồi, té rồi. Cần chào ra anh Hậu. Rồi con cố gắng nha chú hả, chú Hồ thay mặt cho các cô chú ở nước ngoài đó. Thì muốn nhắn gửi với con á là cố gắng học thật giỏi. Thì cô chú ở nước ngoài sẽ luôn gắn bó với lại gia đình của mình và đặc biệt là phải biết nghe lời ba mẹ nha. Dạ. Ừ, chào con. Chào chú.